Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Quay lại với cái phần nội dung cập nhật cái video cho sáng ngày mai nha. Trong cái phần này thì mình đã cắt ra một đoạn từ livestream của Equan. Đây là một cái admin của EA Sports. Đây là một cái phần thông tin chính thức nhất từ cái sự kiện ngày mai cũng như là những cái sự kiện mà đang diễn ra nha. Và trước khi đến với cái phần thông tin của sự kiện mới thì Equan cũng đã đưa ra cái phần leak của mình về cái phiên bản Ryken cũng như là Bayken cho cái phần Kick Up Rivalry ở cái phần giải La Liga nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của thánh Iker Casillas với Overall 105. Vị trí GK đây là một phiên bản Ryken mà được rất là nhiều anh em chờ đợi rồi. Vì hiện tại thì ở cái vị trí GK này, phiên bản Ryken chỉ có Van der Sar Overall 98 thôi, khá là thọt so với Overall mặt bằng chung hiện tại. Trong cái phần quay, cái phần nhân phẩm thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Zinchenko này, cùng nợ với đó là Perisic là cầu thủ rất là đáng chú ý. Cùng với đó là sự góp mặt của Kaneva này, Overall 101, cùng với đó là Modest, cũng là tăng binh của Borussia Dortmund này. Đó là những cầu thủ nổi bật nhất trong cái phần này. Tiếp theo thì ở cái phần cầu thủ 101 trong cái phần đi nhánh thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Frenkie de Jong, cùng với đó là chiến thần Morata nha. Frenkie de Jong là một cái phiên bản mà những anh em fan của Barcelona đã chờ đợi rất là lâu rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần chính thức của cái sự kiện Neon Night này. Trong cái phần này thì sự kiện sẽ diễn ra 21 ngày, vị chi là 3 tuần nha anh em. Đây là một cái sự kiện mới hoàn toàn, không chung với cái sự kiện Kick Up Rivalry. Và trong cái sự kiện này thì có thêm cái phần Retro Boy, đây là cái điểm cho anh em có thể nhận được những cầu thủ mà anh em mình hay gọi là Retro Star nha. Và phần Retro Star này mình sẽ nói đoạn sau của video này. Ở cái phần đầu tiên sự kiện Neon Night này, vào cái phần main thì chúng ta sẽ có những cái skill game cũng như là những cái trận đấu match, cũng như là những lượt xem quảng cáo để anh em có thể thu thập được những cái điểm Neon Boy này, cùng với đó là điểm Retro Boy. Và ở cái phần main này thì có thêm một cái loại điểm nữa có cái tên là Easter City. Cái điểm này thì mình sẽ nói ở cái phần tiếp theo của video này nha. Và cái phần để thực hiện những skill game, những trận đấu match này thì cũng khá là đơn giản. Anh em chỉ cần thực hiện đầy đủ skill game thì anh em sẽ unlock được cái phần match này. Và sau khi hoàn thành xong 4 skill game cùng một trận đấu match đó thì anh em sẽ unlock thêm được một trận đấu match khác để anh em có thể nhận được 75 điểm Neon Boy này. Và những trận đấu này thì sẽ reset theo hàng ngày nha. Anh em sẽ có 21 ngày để thực hiện những cái điểm như thế này. Và đây là chiếc video mà mình để edit trước khi có thông tin chính thức về cái bảng tính toán có thể lấy được những cầu thủ nào trong cái sự kiện Neon Night này. Nếu như anh em đang xem video này mà có những thông tin nào bổ ích á, thì cũng có thể chia sẻ cùng mình và mọi người vào phần bình luận bên dưới nha. Và khi nào mình có cái bảng tính toán chính xác nhất về cái sự kiện Neon Night này á, thì mình cũng có thể sẽ chia sẻ với mọi người vào cái phần tab cộng đồng trên kênh YouTube của mình. Và tiếp theo ở cái phần main này á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái điểm Intercity. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ đổi 3 điểm Intercity Shop để có thể đổi cái phần Exchange và nhận về những cái điểm Retro Boy. Đây là cái điểm quan trọng để anh em có thể nhận được những cầu thủ Retro Star nha. Và theo như mình thấy là anh em đổi 3 điểm Intercity đó để được có thể vào cái phần đầu tiên, và anh em sẽ vào cái phần thứ hai với 500 FIFA Boy. Sau đó cái móc thứ 3 và thứ 4 sẽ lần lượt là Free. Và cuối cùng ở cái phần main này sẽ là phần Daily Milestone. Ở đây thì chúng ta sẽ có điểm Retro Boy này, cùng với đó là cầu thủ 92 cộng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Thiên Thần Kaka ở vị trí CAM Overall 101 này. Đây là quả thẻ của phiên bản Event Icon mà nhìn thì thật sự rất là xấu này, không có một cái hiệu ứng nào cả. Và mình nghĩ đây chỉ là lỗi thôi, chứ chắc chắn là cái phiên bản Event Icon sẽ có thêm hiệu ứng nhìn bắt mắt hơn cho cái phiên bản Kaka này, Overall 101, và khá là chất lượng với cái hình ảnh của Kaka này. Và mình cũng sẽ đặt mục tiêu là có thể nhận hoặc là mua Kaka này với cái phiên bản Overall 101 và sẽ cùng mọi người đánh giá và review phiên bản đó sớm nhất có thể nha. Và đó là tất cả những gì có trong cái phần này. Neon Boy cùng với cái phần ma đã kết thúc thì anh em mình sẽ tới cái phần reward. Ở cái phần reward này là cái nơi để anh em sử dụng cái điểm Neon Boy này. Trong cái phần này thì đi nhánh rất là giống những cái sự kiện trước đây thôi, khá là dễ hiểu nè. Thu thập những cái điểm Neon Boy và sau đó chọn đi nhánh, anh em chọn đi thẳng hoặc là rẽ lên những cái nhánh mà có cầu thủ mà anh em yêu thích hoặc là đặt mục tiêu gì đó thì anh em có thể nhận thôi, khá là dễ dàng. Và đây là cái sự kiện dành cho những cầu thủ thuộc ngoài châu Âu nè. Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cầu thủ lạ mặt với những anh em mà đam mê bóng đá mà theo dõi ngoài hạng Anh hoặc là những cái giải thuộc giải châu Âu rồi. Những cầu thủ mang quốc tịch Canada là nhiều nè, hoặc là Mỹ nè. Và sự kiện này có khá là nhiều cầu thủ đến từ cái giải vô địch quốc gia của Mỹ, đó là giải MLS anh em ạ. Và với cái phiên bản Kaka Event Icon mà mình vừa xem á, thì cũng là một huyền thoại của câu lạc bộ thuộc giải quốc gia hàng đầu của Mỹ luôn anh em. Đó là câu lạc bộ gì đó mình quên cái tên rồi, nhưng mà với cái hình sư tử và cái màu tím khá là đặc trưng. Không phải là huyền thoại của câu lạc bộ AC Milan luôn thì anh em biết chắc chắn là cái sự kiện Neon Night này là thuộc những cái giải đấu hàng đầu của Mỹ rồi. Và cuối sự kiện thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Tomiyasu này, một cầu thủ đến từ Nhật Bản này.
Và ở nhánh cuối cùng thì chúng ta sẽ có cầu thủ Alvaro 100, đó là Dest, cùng với đó là người đội trưởng của đội tuyển quốc gia Mỹ Pulisic, Captain American. Và cầu thủ này thuộc câu lạc bộ Chelsea nha, vị trí RW. Cũng là một cầu thủ mình sẽ nhắm tới cho cái sự kiện này rồi, chắc chắn là sẽ nằm trong cái squad builder câu lạc bộ Chelsea của mình. Và đó là tất cả những cầu thủ trong cái phần reward, những cầu thủ nổi bật nhất trong cái sự kiện Neonite này thôi. Với cái Overall 100 là cao nhất cho cái phiên bản cầu thủ thường, và cái phiên bản Event Icon của Kaká là 101 thôi, không thấy sự xuất hiện của phiên bản Pro Icon nào cả. Và theo cá nhân của mình thấy thì cái sự kiện Neonite này cũng không thật sự nổi bật với những cầu thủ có Overall cao nhất là 100, cùng với đó là phiên bản cao nhất của cái phiên bản Event Icon là 101 thôi, không thật sự cao lắm cho mốc Overall này. Và tiếp theo trong cái phần Rombard này thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Insigne, cầu thủ người Ý vừa chuyển tới cái giải vô địch quốc gia MOS từ câu lạc bộ Napoli nè, Overall 99. Và đây là cái phần quay nhân phẩm của mọi người rồi. Trong cái phần này thì anh em sẽ sử dụng cái điểm là Bit Token để anh em có thể nhận được những cái điểm hàng ngày này nha. Và cái móc quà thì sẽ reset hàng ngày giống như những cái sự kiện trước đó thôi, chắc chắn rồi. Trong cái phần đầu, ngày đầu tiên thì sẽ cho cái cầu thủ Overall cao nhất là cầu thủ 99 là Insigne. Và sau đó sẽ lần lượt sự xuất hiện của những cầu thủ khác và những cái móc quà như là Coin hoặc là Skill Boost. Và cầu thủ Overall thấp hơn cầu thủ Insigne này là điều chắc chắn cho những cái ngày cuối cùng rồi. Và khi mình có cái danh sách cái điểm hàng ngày này á, thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người ở bên phần tab cộng đồng kênh YouTube của mình. Anh em nhớ chờ đón xem để đặt cái mục tiêu của mình trong cái phần BitToken này. Anh em nhận được những cái cầu thủ hợp lý nhất cho cái team của mình để có thể xây dựng đội hình chất lượng nhất nha. Và với những cái kiểu mở nhân phẩm như thế này thì mình tin chắc là anh em đã thừa kinh nghiệm để có thể tích những cái điểm BitToken của mình và đặt mục tiêu có những cầu thủ nào chất lượng nhất, phù hợp nhất rồi. Chứ với cái kiểu như ngày đầu tiên như thế này mà để mở được full cái điểm BitToken này thì cũng thật sự đây là một thử thách cho những anh em cày chay. Anh em chỉ cần chờ đợi thêm những cái ngày tiếp theo và thực hiện cái việc là tích góp những cái điểm BitToken này để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Và trong cái phần Trumpet này thì cũng có cái phần Trumpet Milston này. Trong này thì anh em sẽ thấy sự xuất hiện của Jared là cầu thủ Overall 95. Đây là một cầu thủ khá là quen mặt của kẻ từ game FIFA Mobile này anh em. Đây là đứa con cưng của EA rồi. Và phiên bản của Jared này thì Overall thấp hơn 1 tỷ nhưng mà bộ chỉ số thì khá là khủng nè, skill move chỉ là 3/5 sao thôi. Nhưng mà stamina cùng bộ chân và bộ chỉ số này thì khá là ấn tượng. Và ở trong cái phần livestream này của mình á, thì Edwin cũng đã nở một nụ cười khi thấy sự xuất hiện của Jadet anh em ạ. Và anh bạn này biết là Jadet là một người rất là quen mặt với cái từ game FIFA Mobile rồi. Đây chắc chắn là một cái phiên bản sẽ được boost sức mạnh rất là tốt nè. Ở phần cuối thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Wuli, một cầu thủ đến từ Trung Quốc, Overall 99 là vị trí tiền đạo cánh trái. Đây cũng là một cầu thủ khá là chất lượng trong game, có thể hình này, có tốc độ nè. Và cầu thủ người Trung Quốc này trước đây cũng có thi đấu ở La Liga, mình nhớ không lầm là cho câu lạc bộ Mallorca thì phải, và hiện tại thì thi đấu cho câu lạc bộ nào mình cũng không rõ. Anh em nào có thông tin về cầu thủ đó thì có thể chia sẻ vào phần bình luận giúp mình và mọi người để có thể cập nhật được nha. Và trong cái phần Trumpet này thì chỉ như vậy thôi nè. Những phần quà sẽ reset theo hàng ngày và nhiệm vụ của anh em mình là chỉ cần tích những cái điểm BitToken để có thể đổi được những cái phần quà phù hợp nhất với cái khả năng của mình và những cái mục tiêu đặt ra của mình thôi. Chỉ đơn giản là như vậy cho cái phần Trumpet này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái phần RetroStar, là cái phần cuối cùng của cái sự kiện ngày hôm nay nha. Ở phần RetroStar này á, thì có sự xuất hiện trở lại của Alphonso Davies nè, Overall 101 vị trí LB. Đây là một cầu thủ chắc chắn là rất là quen mặt với mọi người rồi. Có cả Reina, một cái phiên bản từ đầu mùa, đó là cái sự kiện Beginning. Và trong phần này thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của những cầu thủ là 101, 100, cùng với đó là cầu thủ Overall 99 là thấp nhất nha. Có cả quốc của cầu thủ Newcastle nè. Khá là nhiều cầu thủ lạ mặt anh em ạ. Và có rất là nhiều cầu thủ đến từ Australia này, cũng có này, Mỹ cũng có này, Canada này, Ấn Độ này. Và cùng với đó là những cái quốc gia thuộc Đông Nam Á cũng có khá là nhiều. Có cả Hàn Quốc, Nhật Bản này. Và nổi bật nhất ở trong cái số này, RetroStar này, chắc chắn là Alphonso Davies rồi. Và cái điểm để đổi được những cầu thủ này thì sẽ xuất hiện bên dưới nhé. Những cầu thủ Overall 101 thì cần tới 550 điểm Retro Boy. Cùng với đó là những cầu thủ 99 thì sẽ là 350 này, 100 sẽ là 450. Và đây là cái sự kiện mà chắc chắn là anh em sẽ tích cái điểm Retro Boy của mình để có thể đổi được những cái móc quà như bên này thôi. Vì đây là cái sự kiện có liên kết với cái Neonite, cho nên chắc chắn là anh em sẽ chơi cái sự kiện Neonite này để có thể thực hiện những cái điểm Retro Boy. Vì anh em nếu có mục tiêu thì chắc chắn là Alphonso Davies và những cầu thủ như là Reina Overall 101 thì khá là tuyệt vời với những anh em cày chay rồi.
Anh em chỉ cần bỏ thời gian ra chơi những skill game, những trận đấu match và sau đó là tính toán sao cho phù hợp nhất để thực hiện và nhận được những cái số điểm Retro Boy này nhiều nhất có thể để có thể đặt mục tiêu và lấy những cầu thủ Retro Star này. Khá là dễ dàng rồi, và với cá nhân của mình thì trong cái phần Retro Star năm nay thì cầu thủ như vậy khá là ít anh em ạ. Không có những cầu thủ nào có tên tuổi nổi bật cả. Trong này thì mình thấy ấn tượng nhất thì chắc chắn là Alphonso Davies thôi, cầu thủ đến từ câu lạc bộ Bayern Munich. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần mà cầu thủ trong cái sự kiện Neonite này sẽ gồm có những cầu thủ gì nha. Mình thấy trong cái phần livestream của F1 thì có khá là nhiều cầu thủ này, không biết là tổng bao nhiêu cầu thủ nữa. Và đây là chắc chắn là cái sự kiện mang tới khá là nhiều cầu thủ để anh em có thể thực hiện những cái sự kiện khác, như là những cầu thủ trong cái Overage 89 cộng này, trong cái phần Exchange của sự kiện Kid of Reverage. Đây cũng là cái sự kiện khá là phù hợp để anh em có thể làm những cái mục tiêu đó. Và đây là cái đội hình của cái phần livestream của F1, có rất là nhiều cầu thủ anh em ạ. Và hầu như là cái ạc này đã sở hữu toàn bộ những cầu thủ đến từ cái sự kiện Neonite này. Bây giờ thì anh em mình cùng xem là trong cái phần team của F1 thì có những cầu thủ nào có VR cao hơn hoặc là nổi bật hơn hay không nha. Chỉ số của Kaka là sẽ là bộ chân hai chân đều thuận này, stamina là 8 cục, skill move 5/5 sao. Và với skill move là crippling, chỉ số cũng khá là đẹp mắt anh em ạ. Nhưng mà với cái quả thẻ này thì cái hiệu ứng vẫn chưa được cập nhật, chưa được thật sự ấn tượng cho lắm, với cái quả thẻ nhìn khá là bình thường. Ricardo Kaka và huyền thoại của câu lạc bộ Orlando City Soccer Club, cái tên khá là dài. Và Kaka ở cái phiên bản này là huyền thoại của câu lạc bộ đến từ giải nhà nghề Mỹ MLS, cho nên khá là ảo cho cái phiên bản của Kaka. Có một giai đoạn Kaka thi đấu cho câu lạc bộ này trong cái giai đoạn cuối thôi, cái giai đoạn dưỡng già của Kaka thôi, nhưng mà được tính là huyền thoại nè. Trong cái sự kiện Neonite thì đa số cầu thủ đến từ cái giải nhà nghề của Mỹ rồi, và chắc chắn là ở phiên bản này thì Kaka không ngoại lệ được. Và với cái bộ chỉ số của Kaka và rồi 101 vị trí CAM này thì cửa lòng, dribbling ball control, tầm nhìn và tạt bóng của cầu thủ này nhìn khá là ngọt nước anh em. Đây là một cái bộ chỉ số khá là ấn tượng rồi. Reaction balance cũng khá là cao, và đây là cái chỉ số mà chưa được cộng skill boost nha. Skill boost của cái Aqua này thì vẫn chưa mở anh em ạ. Với bộ chỉ số gốc như thế này thì đây là một cái phiên bản mà được mình và tất cả mọi người chờ đợi rồi. Huyền thoại bóng đá đến từ Brazil với cái thể hình và cái hình ảnh rất là đẹp khi in game. Trước đó thì mình cũng đã có bài review về Kaka ở cái phiên bản Bay Icon rồi. Và với cái phiên bản đó thì Kaka thể hiện khá là tốt cho cái bài review của mình. Không biết là trong cái phiên bản nâng cấp là Event Icon này thì sức mạnh của Kaka được búp như thế nào đây. Với cái đội hình này thì nhìn anh em đánh giá như thế nào? Cá nhân của mình thì thấy thật sự không đẹp cho lắm anh em. Quả thẻ của Alphonso Davies cùng với đó là Jesus thì nhìn còn được một tí, như là Pulisic cũng khá là chất lượng này. Và đây là cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha này, từ câu lạc bộ Barcelona chuyển tới cái giải nhà nghề Los Angeles Galaxy của Mỹ này. Đó là một cầu thủ mà được đào tạo bởi Barcelona nhưng mà không trọng dụng, không có đắc diễn, nên cầu thủ trẻ này đã tới giải nhà nghề của Mỹ rồi này. Với cái tên là Ricard Bulmatri, OVR 100, và với bộ chỉ số nhìn cũng khá là đẹp này. Bộ chỉ số thăng bằng cũng khá là ấn tượng này. Bộ chân 3 năm và stamina khá là thấp cho một cầu thủ trẻ. Và đây là Taremi, cầu thủ đến từ câu lạc bộ FC Porto. Cầu thủ người Iran này sở hữu cái bộ chỉ số nhìn khá là mượt anh em. Xem lại được cái phiên bản Taremi này thì mình nhớ câu lạc bộ Porto mà mình đã làm cái squad builder trong cái mùa giải trước đó nè. Câu lạc bộ này cũng khá là quen mặt với cái cúp C1. Và cũng không rõ là ở cái mùa này thì câu lạc bộ FC Porto có bao nhiêu cầu thủ chất lượng rồi. Đây là Christian Pulisic, Captain American trở lại với cái vị trí là RW và với cái skill boost là Speed. Chỉ số của Pulisic nhìn cũng khá là được. Và ở đây thì mình thấy có sự xuất hiện của hai phiên bản Pulisic nữa. Chắc chắn là sẽ có một phiên bản ghi quay từ EA rồi. Phiên bản kia thì với cái áo sân khách và một phiên bản với cái áo sân nhà. Và đây là cái phiên bản Son Heung-min vị trí ST. Bộ chỉ số nhìn cũng khá là căng anh em ạ. Hai chân 5/5 này, stamina 9 cục, cùng với đó là skill move 4/5. Với cái skill boost là finishing nữa, OVR 100 của Son Heung-min khá là chất lượng. Và đây chắc chắn là một cái phiên bản đáng chờ đợi nhất của Son Heung-min được cái sự kiện Neonite này. Cầu thủ này đáng tiếc là nằm trong cái phần Starbucks, không phải nằm trong cái phần mà anh em có thể nhận free được. Và Son Heung-min ở phiên bản này cũng nằm trong cái kế hoạch review sắp tới của mình, sẽ thêm vào danh sách review sớm nhất có thể nữa. Son Heung-min OVR 100 vị trí ST, và cầu thủ này với bộ chỉ số nhìn khá là căng, bộ chân tất cả mọi thứ rất là hoàn hảo. Và ở cái đoạn cuối của video này thì anh em sẽ xem được là Son Heung-min sẽ xuất hiện trong phần Starbucks nha. Và Son Heung-min cũng là cầu thủ nổi bật cuối cùng để kết thúc lại cái video cập nhật thông tin cho sự kiện ngày mai của mình. Nếu có những cái thông tin nào cần bổ sung hoặc là thiếu sót gì đó thì anh em có thể chia sẻ vào phần bình luận giúp mình để mọi người cùng xem video này có những cái thông tin cho cái sự kiện ngày mai nha. Đây là cái phần Starbucks của Son Heung-min này.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like và share cái video nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.